nhằm khích lệ và tạo điều kiện cho các em học sinh có thêm điều kiện học tập, mang đến không khí ấm áp nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Các doanh nghiệp được sáng lập và điều hành bởi những người con Quảng Nam xa quê đã phối hợp cùng trường Trung học Phổ thông Hiệp Đức tổ chức chương trình trao quà và học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của nhà trường. Tại chương trình, các nhà hảo tâm đã trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt của trường Trung học Phổ thông Hiệp Đức. Cùng với đó, đại diện doanh nghiệp cũng hỗ trợ thầy cô và các em học sinh của nhà trường 114 chiếc mũ bảo hiểm Á Châu. Những phần quà và học bổng ý nghĩa được trao trước thềm xuân mới là niềm động viên to lớn để những cô cậu học trò nghèo phấn đấu thực hiện ước mơ của mình. Rất là vinh dự và rất là vui vẻ khi được nhận những món quà này. Và em xin hứa là nếu được nhận món quà này thì chúng em sẽ cố gắng học tập tốt và giành được nhiều thành tích trong thời gian tiếp theo. Và sẽ cố gắng đạo những gì mà ước mơ, mong muốn của mình. Em xin cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ cho chúng em một phần quà rất là ý nghĩa. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô giáo và các mạnh thường quân đã ủng hộ em. Đại diện nhà trường bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng chia sẻ vì cộng đồng của các doanh nhân đồng hương Quảng Nam. Những suất học bổng này không chỉ giúp các em học sinh giảm bớt khó khăn, yên tâm học tập, mà còn động viên tinh thần, khơi dậy cho các em lòng yêu thương con người, bạn bè và nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập. Trường Trung học Phổ thông Hiệp Đức là một trường miền núi của tỉnh Quảng Nam. Hiện nhà trường có 6 lớp là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống các em và gia đình vẫn còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Hàng năm như vậy thì trường vẫn là cố gắng liên kết với các nhà hảo tâm, đặc biệt là các em cựu học sinh đã từng học ở trường thành đạt, liên kết các em để các em có cái sự kết nối, vừa là tạo một cái sự động lực cho học sinh để học mà vừa cũng là sự kết nối để các em có thể phát triển công ty của mình hơn nữa. Và rất ngẫu nhiên là gặp em Tính là học sinh cũ của trường. Hôm thầy trò gặp nhau tâm sự thì em Tính cố gắng hỗ trợ cho 30 suất quà rất là ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng là những món quà của em Tính cũng như các mạnh thường quân của em Tính kết nối sẽ là một cái động lực rất lớn để các em học sinh học tập. Bởi vì theo như nhiều người nói thì người dạy không thể dạy cho các em học cái chữ, mà quan trọng nhất là tạo điều kiện thật tốt để các em học tốt. Đó mới là cái ý nghĩa lớn nhất của người thầy. Để có được hoạt động khuyến học ý nghĩa này, doanh nhân Nguyễn Văn Tính, giám đốc công ty Yến Sâm Tính Nguyễn tại Long An, cũng là cựu học sinh của trường Trung học Phổ thông Hiệp Đức, đã tích cực kêu gọi vận động các doanh nghiệp đồng hương cùng tham gia hỗ trợ. Trải qua thời niên thiếu nhiều vất vả, trưởng thành dưới mái trường quê hương, anh Nguyễn Văn Tính thấu hiểu khó khăn của những cô cậu học trò nghèo. Với tấm lòng của người con xa quê, những doanh nhân Quảng Nam mong muốn được đóng góp một phần nhỏ của mình để hỗ trợ giúp đỡ được nhiều hơn những học sinh khó khăn. Luôn ao ước có dịp để về quay về trường và thăm trường và thăm những người thầy cũng như là những học sinh ở trường thì rất là vinh dự. Tôi cũng có sự kêu gọi các mạnh thường quân như là công ty Trường Thành Châu Á và công ty Lamy, công ty Vải Sông Kinh, công ty Vải Dương Quy, cùng với lại tôi là công ty Yến Sào Tính Nguyễn đã đem đến 30 phần quà cho trường Phổ thông Đức cho những em học sinh nghèo vượt khó, và công ty Á Châu cũng gửi tặng thêm là 114 cái nón bảo hiểm, và anh Kiên là cổ đông của tôi là công ty Châu Á Trung Thành cũng nghe như vậy, thì tôi tâm sự như vậy thì anh Kiên cũng bay về và gửi thêm 10 suất học bổng. Thì thay mặt cho các cổ đông là cũng như các anh em đồng hành cùng tôi thì tôi chân thành là cảm ơn và chia sẻ một cái thêm với các em học sinh ở trường rằng là dù có khó khăn như thế nào đi nữa cũng cố gắng, rồi một ngày nào đó tư tâm mình sẽ có lên tất cả. Những năm qua, nhiều doanh nghiệp Quảng Nam hoạt động tại miền Nam thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động khuyến học khuyến tài hướng về quê hương. Sự chung tay giúp sức của cộng đồng người Quảng xa quê giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp những ước mơ cho tương lai, không ngừng nâng đỡ các em trên hành trình đổi thay số phận. Các hoạt động hỗ trợ thiết thực hướng về giúp đỡ học sinh và bà con khó khăn tại quê nhà là yếu tố quan trọng
góp phần thắt chặt sợi dây đoàn kết tình nghĩa, gắn bó sâu sắc giữa quê hương với những người con xa quê, là nguồn động viên to lớn để doanh nhân Quảng Nam dành trọn tình cảm tâm huyết với nơi chôn nhau cắt rốn.